Là một game thủ thì chắc hẳn bạn sẽ biết hoặc ít nhất nghe loáng thoáng về cụm từ bàn phím cơ. Vậy, bàn phím cơ nó là cái gì? Hãy cùng PlayZone TV đi tìm hiểu trong loạt video Cẩm nang phím cơ toàn tập. Đây là loạt video dành cho những bạn có nhu cầu tìm hiểu về bàn phím cơ từ mức độ cơ bản nhất. Ở phần đầu tiên, mình sẽ trả lời hai câu hỏi. Thứ nhất, đó là bàn phím cơ là gì? Và thứ hai, đó là tại sao lại chọn bàn phím cơ? Trước hết thì ta phải hiểu cơ chế hoạt động của các loại bàn phím nói chung, kể cả phím thường lẫn phím cơ. Hiểu một cách đơn giản là khi bạn bấm phím xuống, hệ thống xử lý của máy tính sẽ ghi nhận, còn phím vừa nhấn sẽ đàn hồi trở về vị trí cũ và chờ lần nhấn kế tiếp. Cơ chế chung của tất cả các loại bàn phím vật lý là như vậy, nhưng với mỗi loại bàn phím lại có những điểm khác nhau riêng biệt. Với các loại phím thường giá rẻ thì các phím sẽ được đàn hồi thông qua một miếng cao su. Thì ở các bàn phím cơ, các phím được đàn hồi qua một cơ chế riêng biệt gọi là switch. Switch là phần chính tạo nên sự khác biệt giữa phím cơ và phím thường. Về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại switch, mình sẽ nói ở phần tiếp theo của loạt video này. Tóm lại, điểm khác biệt giữa hai loại phím thường và phím cơ đó chính là cơ chế đàn hồi của phím. Vậy, khi bỏ ra một món tiền ít nhất từ 2 triệu trở lên, bạn sẽ nhận được gì khi sở hữu một chiếc bàn phím cơ? Đầu tiên, đó là tuổi thọ cao hơn nhiều so với phím thường. Với bàn phím thường, do sử dụng miếng cao su đặt dưới mỗi phím, khi người dùng gõ phím thì miếng cao su này phải trọt xuống bản mạch thì hệ điều hành mới nhận thao tác gõ phím. Điều này đòi hỏi người dùng phải nhấn hết hành trình của phím, gây khó khăn trong việc gõ phím nhanh và chính xác. Hơn nữa, sau một thời gian sử dụng thì phần cao su này ngày càng bị mòn đi và cần lực mạnh hơn thì mới nhấn được. Còn về phần bàn phím cơ, do sử dụng các switch cơ học có kết cấu khác biệt nên nhờ vậy mà bền hơn phím thường rất nhiều. Đồng thời, lực nhấn của phím cơ sẽ không gia tăng theo thời gian sử dụng. Tuổi thọ trung bình của switch là tầm 30 đến 50 triệu lần nhấn. Thứ hai, đó là cảm giác nhấn phím. Người dùng có thể chọn cho mình một chiếc bàn phím cơ phù hợp thông qua việc lựa chọn các loại switch của nó. Nhờ cấu tạo của switch mà độ nảy của phím rõ ràng hơn nhiều so với phím sử dụng cao su. Chính hai điều trên đã mang lại sự thoải mái nhất cho người dùng phím cơ, dẫn đến tốc độ gõ phím và độ chính xác được cải thiện rất nhiều. Đó là lý do tại sao mọi người nói phím cơ gây nghiện và không được thử dù chỉ một lần. Hầu hết những người dùng thử bàn phím cơ một lần thì không muốn quay lại sử dụng bàn phím thường nữa. Thứ ba, đó là tính năng Enki Rollover. Nghe tên tiếng Tây có vẻ ghê gớm vậy thôi, chứ ai ngờ nó ghê gớm thật. Đơn giản như thế này, ví dụ với bàn phím thường có ghi chức năng là 6 key rollover thì có nghĩa là bạn có thể nhấn 6 nút trên bàn phím cùng một lúc và nếu bấm cái nút thứ 7 thì nó sẽ không nhận nữa. Nhưng tính năng này chỉ trên một số cụm phím nhất định. Ở đây, mình sẽ nhấn thử 4 nút F1, 2, 3, 4. Như các bạn có thể thấy, hệ thống chỉ nhận 3 nút. Với bàn phím cơ thì nó là end key rollover, có nghĩa là tất cả các phím. Ví dụ, một bàn phím cơ có 104 nút thì bạn có bấm đồng thời cả 104 nút, sau đó bấm đến nút thứ 105 thì bàn phím vẫn nhận như thường. Tính năng này hỗ trợ các game thủ rất hiệu quả trong quá trình chơi game. Cuối cùng, đó là một sở thích gây nghiện của những người sử dụng phím cơ, đó là chơi keycap. Có rất nhiều loại keycap đa dạng về màu sắc và hình dáng cho người dùng có thể lựa chọn. Kỹ hơn về thú chơi độc đáo này thì mình sẽ nói đến trong một video riêng. Và trên đây là tất cả những kiến thức tổng quát nhất để các bạn có thể hiểu thế nào là phím cơ và tại sao nên mua bàn phím cơ. Hãy đón xem tập tiếp theo Switch và các loại Switch trên kênh của PlayZone TV. Thời lượng của chương trình đến đây kết thúc. Chào thân ái và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.